S-300MPU-2 Việt Nam cũng sở hữu được triển khai ở vùng tuyết lạnh như thế nào? Dù đã có S-400 hiện đại mạnh mẽ và giàu danh tiếng, nhưng các hệ thống tên lửa phòng không S-300MPU-2 của Nga vẫn được duy trì, luôn trong tình trạng sẵn sàng chiến đấu cao. Các binh sĩ đơn vị tên lửa phòng không S-300MPU-2 Nga nhận lệnh làm nhiệm vụ báo động sẵn sàng chiến đấu. Sau khi nhận mệnh lệnh, họ nhanh chóng cơ động triển khai nhiệm vụ được giao. Triển khai phương tiện chiến đấu một cách nhanh nhất, ekip vận hành hệ thống phòng không S-300MPU-2 nghe phổ biến nhiệm vụ. Xe mang phóng và các phương tiện kỹ thuật khác nhanh chóng hành quân. Họ hành quân ra khu vực triển khai nhiệm vụ bất chấp điều kiện thời tiết mùa đông khắc nghiệt ở Nga. Triển khai đội hình bảo vệ đoàn xe khi có mục tiêu khả nghi có thể gây ảnh hưởng đến cuộc hành quân. Các tình huống tập kích bất ngờ của đối phương luôn là một phần quan trọng trong công tác huấn luyện nhằm đảm bảo an toàn cho các phương tiện kỹ thuật. Ekip hành quân triển khai radar sục xạ mục tiêu. Xe mang phóng tự hành hệ thống tên lửa tầm cao S-300MPU-2 vào vị trí sẵn sàng chiến đấu. Toàn hệ thống trong trạng thái nhả đạn bất cứ lúc nào. Hệ thống S-300MPU-2 có thể tiêu diệt mục tiêu trong phạm vi tới 200 km, đánh chặn tên lửa đạn đạo từ cự ly 40 km. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, đội hình chiến đấu nhanh chóng rút khỏi vị trí ban đầu nhằm tránh đối phương phản kích. Bắt chuồn là một chiến thuật quan trọng trong tác chiến phòng không hiện đại. Nếu như các bạn thấy những bản tin quân sự hay và hấp dẫn, thì hãy ủng hộ chúng tôi bằng cách ấn đăng ký theo dõi. Việc đăng ký trên hoàn toàn miễn phí. Video này, hãy like và chia sẻ cho bạn bè của mình. Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn bằng cách comment ở bên dưới. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã ủng hộ.